Hiện lúa mùa sớm đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, trà lúa mùa trung và muộn đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh rộ. Thời tiết mưa ẩm kéo dài những ngày qua là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát sinh trên cây lúa như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá sẽ phát triển gây hại tăng trong thời gian tới. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh để có biện pháp phun phòng trừ kịp thời, đảm bảo năng suất cây trồng.